Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Today let's play Garten of Benbenchu vs the Chocho Mozer Benben in the Garten game. Ok, first play Garten of Benbenchu nào. Ok, đây là một phiên bản mình đã mốt thành con Benben nhá các bạn. Con Benben này sẽ màu đỏ trong Garten of Benben. Các bạn nhìn này, đây là hình dáng của nó này. Một lát nữa nó sẽ đuổi nhá. Bây giờ không phải là con Ubi bớt đuổi nữa mà là sẽ con Benben này nhá. Ok, bây giờ mình sẽ sang đây làm nhiệm vụ. Sang tô màu cho các nhân vật bên đây. Rồi con Benben kia nó sẽ đuổi nhá. Ok, let's go. Ok, bây giờ sẽ sang bên đây tô màu cho các nhân vật bên đây nhá các bạn nha. Oh. Ok, mình sẽ lấy đà nhảy qua đây luôn. Ok, mình sẽ tô màu nhanh nhá. Đây sẽ là màu white. Okay, đây sẽ màu green. Ok, đây sẽ màu pink. Mình đã thuộc hết bảng màu này rồi. Đây sẽ blue, xanh đậm. Đây sẽ màu orange. Màu cam nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái thẻ vàng này để tí mở boss cuối, phần cuối. Ok, bây giờ con Benben kia nó sẽ sang đây. Mình chỗ này đã bị khóa lại rồi các bạn. Không thì mình sẽ đổi được lại cái dịch chuyển kia. Ok, bây giờ nó sẽ sang đây này. Wow. Đứng gần quá là sẽ bị nó bắt các bạn ạ. Ok, glitch try again. Mình đang định trêu nó nhưng mà đứng gần quá thì bị nó bắt luôn. Ok, lần thứ hai này mình sẽ quay cảnh dăm ke nó bắt tiếp cho các bạn xem nhé. Nhưng mà mình sẽ nhảy qua bên kia. Đây có một mẩu giấy này rồi. Không biết mẩu giấy này để làm gì. Ok, bây giờ nó chuẩn bị sang đây này. Các bạn không nên đứng gần đấy nhá. Đứng gần là sẽ bị đặn, nó bắt. Mình phải lùi ra xa. Ok, nó đang sang bên kia rồi. Ui dồi, mình ấn nhầm rồi. Rồi gọi đi bay lại nhá các bạn nhá. Ok, get go cho đập vào nút đỏ này để lấy cái cầu thang hiện ra. Nó chạy gần đến nhanh đến đây rồi. Ok, get go. Ok, mình đến đoạn này phải nhảy nhá các bạn nhá. Ok, mình sẽ nhảy qua đây luôn. Nó đuổi nhanh ấy. Chạy mau. Ok. Lần thứ ba này mình sẽ chơi queen nhá, sẽ không để nó bắt nữa. Let's try again. Ready to be disconnected. Mình đang thắc mắc không biết cái mẩu giấy này để làm gì. Có nhiều bảng chữ cái đây luôn. Con. Ok, lần này mình sẽ chơi queen nhá, không để nó bắt nữa. À, nó quay đầu lại nhìn này. Lần này mình sẽ cho nó rơi xuống vực nhá. Ok, chuẩn bị cho đôi bay kia đập vào sẵn nha. Ok, get go. Ok, sẽ ấn vào nút này nè. Nó định sang nhảy sang bắt mình nhưng mà mình sẽ tiêu diệt nó. Tiếp theo mình sẽ sang phần cuối này cho các bạn xem. Con Benben nó sẽ ở dưới đường hầm đi lên nhá. Đây là boss ending. Ok, mình sẽ sang phần cuối này nhá. Ok, các bạn đợi một chút, mình sẽ sửa file nhá. Được rồi, đây. Các bạn đợi mình một chút nhá. Okay. Mình bắt đầu vào chơi. À, ấn nhầm rồi. Mình cho màn hình quay lại nhá. To click try again, select try again. Try again nào.
Cái này show to load game. Ok, bây giờ mình sẽ sang phần cuối bên đây nhá. Cho các bạn nhìn con bot ending sẽ là con Ben Ben nhá. Bài đập vào đây nhá các bạn nhá. Okay, tiếp theo mình sẽ ấn sang nút này. À, đây có một mẩu giấy. Đây giống như cái vé máy bay các bạn. Okay, bắt đầu chuẩn bị di chuyển xuống dưới kia. Ok, mình sẽ chuẩn bị nhảy qua đây nhá. Ok, các bạn chuẩn bị xem này, con meme nó sẽ xuất hiện. Báo động. Ôi giời, nó xuất hiện rồi. Vậy nó kéo mình xuống. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang Chocho Challenge Mode Ben Ben. Ok, select now. Chocho Mode Ben Ben. Ok, continue. Ok, loading work. Rồi chuẩn bị vào game nhé các bạn nhé. Đây là phiên bản mình đã mốt thành con Ben Ben, không phải là con Chocho Challenge nữa. Ok, mình sẽ đổi màu tàu nhé. Mình sẽ đổi màu đỏ cho hợp với con Ben Ben màu đỏ kia. Bây giờ mình sẽ lên đây lắp ghép các quả trứng vào nhé, để cho con Ben Ben xuất hiện. Ok, let's go. Ok, các bạn cùng xem phần intro này nhá, nó sẽ giới thiệu. Và tí các bạn sẽ xem cảnh cuối là con Men sẽ xuất hiện nhá. Và mình sẽ tiêu diệt nó. Ok, lắp ghép hai quả trứng vào nhá. Và còn đây là quả cuối cùng nữa. Ông qua rừng Charlotte, tuy ông ấy đang chuẩn bị ngăn cản mình, nhưng mà mình vẫn cho vào. Wow. No, no, you fool. You fool. You don't know. Ok, bây giờ con Ben sẽ xuất hiện nha. Ok, mình sẽ chạy nào. Còn đây con Ben không? Sắp bắt đầu kìa. Ok, mình sẽ chạy lên tàu nhá. Ok, bây giờ sẽ cho nó đồng tiêu diệt nó. Không cho nó tiếp cận lại gần tàu luôn các bạn.
Cái này mình sẽ để trong súng cối bắn thôi. Bắn vào đầu nó ra các bạn nha. Ok, nó chạy đâu rồi? Ok, mình áp đếp máu cho tàu nha. Nếu mà không áp đếp là sẽ không tiêu diệt được nó đâu. À, nó định biến mình à? Ồ, chạy ra rồi. Ok, áp đếp máu vào tàu nha. Mình đã đổ trong súng lửa này. Đây là súng chích lửa. Ok, đây rồi. Nó đã tiếp sát lại đường tàu à. Ok, mình áp đếp nó tàu lại. Ok, mình sẽ thổi sang năm chính xác. Ồ, súng này hình như bắn không ăn thua sao. À, bắn vẫn đứng vào nó này. Đây, chúng này không ăn thua. Vậy là mình đã tiêu diệt nó xong. Ok, mình sẽ chuyển sang một phiên bản Batman khác nha các bạn nha. Batman Chu ở trên Roblox. Ok, bật lên nào. Thank you.
mình đã ăn đốc được các nhân vật mới trong ca trình Mai Mai Chu nhé các bạn nha. Đây có Sawit Blon. Okay, đây là mật mới này các bạn. Ok, mình sẽ đi khám phá các map này. À, đã có nút này nhưng mà chưa biết cách mở ấn kiểu gì nha. Mình sang sang map này xem nào. Phim ra S, à trong này có một quả trứng này các bạn. Không lấy được. Ok, mình sẽ cho các cơ nhé. Đây, mình sẽ sang nhân vật sắp phone cho bạn xem. À, đây có mấy nhân vật này. À, mình sẽ đi thu thập rồi. À, đây có một cái mũ này. Vật phẩm mũ này. Sang các map khác khám phá nè các bạn nè. Trong nhà này không vào được. Bây giờ mình sẽ đổi sang con lab nha các bạn, cho các bạn xem. Cô bác. À, đây là hình dạng nó này thôi. Mình sẽ thu thập các vật phẩm để unlock từng nhân vật khác nhé các bạn nhé. Sang một rồi một lúc khác cho các bạn xem các nhân vật ở trong cái tường Mai Mai Chu nhá. Ok, mở game cho các bạn này. Các nhân vật mới này. Nhưng mà phải mua mất tiền thì mới sử dụng được các bạn nhá. Ở đây có các nhân vật được. Mình chọn nhân vật này đi. Chọn 5 ke ạ. Mình chọn con Mai Mai này đi. À con Zumo Zo. Để xem vào map bên này này. Chưa ngon nè. Ồ. Các nhân vật trong Mai Mai này nè. Cũng khác luôn này. Hình dáng cũng khác luôn. Đây có hai con nhân vật mới, ba con nhân vật mới đây các bạn. Con này phải mua mất tiền đấy. Ok, mình chuyển sang Chocho Chalet nhé các bạn nhé. Mình sẽ tiêu diệt con Chalet. Và
trước mình đã tiêu diệt con Ben Ben Mốt rồi, bây giờ sẽ tiêu diệt con Charlotte nha. So continue. Ok, bắt đầu vào game. Nhớ tô màu cho tàu nhé, mình chọn màu đen nhé. Cho tàu màu đen cho nó nổi bật. Rồi tiếp tục nên lắp ghép các quả trứng nha. Ok, mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu này luôn và tiêu diệt nó luôn nhé các bạn nhé. Con ra lét kìa. Okay. Nếu con máu nó tẩu nha các bạn nha. Đây mình để xuống cối bắn. Ồ, bắn trượt. Nó có máu nó tạo lên lắm các bạn nhé. Thứ nhất, chết luôn các bị đài. Ủa, nó trèo lên kìa, nó dãm này. Ủa, bắn trượt mất. Để tắt lên máu nó tạo ra. Cái gì nó xong rồi. Ok, vậy rồi mình đã tiêu diệt con Charlotte này xong. Nó bị cắm vắt xuống trông luôn. Ok, vậy là mình đã chơi xong hết tất cả các game ngay từ đường Ben Ben Chu and Chu Chu Charlotte mốt dầm bồ rốt. Sorry, mốt Ben Ben. Ok. Thanks for watching, please subscribe my channel. Goodbye, see you again.